Còn về cả lớp thì là hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham dự cùng Sam cũng như cái chương trình học này qua sự giới thiệu của anh kế toán trưởng trong công ty, thì cũng rất là mong được cùng làm việc cùng với thầy Alok để nghe thầy nói về những cái chương trình mà tất cả công ty nào hiện tại cũng rất quan tâm. Mặc dù chúng ta vẫn làm việc hàng ngày nhưng mà tôi tin rằng tất cả những người ngồi đây đều có tâm thế là ta muốn làm cho tốt hơn, thì chúng ta mới phải học từng ngày, phải improve từng ngày, phải nâng cấp mình hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ. Tôi mong rằng là hôm nay cả lớp sẽ cùng nhau lắng nghe thầy và cùng trao đổi để cho buổi học có hiệu quả, và chúng ta hy vọng rằng sẽ áp dụng được cái gì đó trong cái buổi này vào cái công việc chúng ta. Còn về công ty của tôi thì là công ty dầu khí Phú Quốc, là công ty hiện tại đang có cái dự án phát triển cái mỏ khí Lô Bê ở phía biển Tây Nam Việt Nam. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án, dự án chưa có công trình ngoài biển. Tương lai cũng sẽ xây dựng nhiều giàn khoan, nhiều giếng khoan ngoài biển để sản xuất khí cung cấp cho các nhà máy điện ở phía Ô Môn, phía miền Tây. Đó là cái xin giới thiệu sơ bộ như vậy. Chào tất cả các lớp ạ.